Ngay cả những kênh lớn giống như kênh của chị Hằng Du một kiểu như vậy nè, mang lại doanh thu rất là nhiều tỷ đồng luôn, nhưng mà vẫn bị bay màu bình thường, chứ đừng nói là những kênh nhỏ giống như kênh của những shop chúng ta lơ mơ vi phạm này kia là bị bay màu là chuyện hiển nhiên. Thì đang biết trong năm 2023 vừa rồi á, có rất là nhiều shop, rất là nhiều kênh chúng ta kinh doanh, rất là nhiều sản phẩm bị bay màu, bị đóng băng này kia đúng không? Đó là điều chắc chắn rồi, đang cũng vậy, và có rất là nhiều cái shop mà đang hỗ trợ một một bị bay màu bay kênh là chuyện rất là bình thường. Nếu mà ai mà chưa bị bay màu bay kênh thì chắc chắn là chúng ta sẽ chưa cần kinh doanh bán hàng ở trên TikTok rồi. Thì bây giờ đang sẽ liệt kê ra một vài cái trường hợp phổ biến nha, làm cho shop chúng ta bị bay, làm cho chúng ta sản phẩm ta bị bay thực chiến và cụ thể nhất mà những cái shop đã hỗ trợ rồi, để cho mọi người rút kinh nghiệm để năm 2024 này chúng ta đừng có vi phạm nữa nha. Còn kênh của chị Hằng Du Mục nè, bay vì lý do gì á đang cũng không biết được cho mọi người, tại vì kênh này nó không hỗ trợ, đang chỉ dùng để trực tiếp cái phần đầu tiên để cho mọi người vào xem video thôi. Đầu tiên là một cái trường hợp shop và kênh mà đang hỗ trợ là kênh của chị Trâm Anh á, chắc mọi người biết cái kênh của này đúng không? Thì cái kênh này á nó bị bay shop, bay kênh biết và bay sản phẩm biết à mọi người. Không biết bị sao cứ bị hoài. Đầu tiên á là chị này bị bay kênh trước. Chị này bay kênh á là vì một cái lý do là cái kênh của chị này lúc trước á, chị này bán sản phẩm của một cái thương hiệu khác. À, nhưng về sau chị này không bán sản phẩm của thương hiệu đó nữa và bị cái chủ thương hiệu bên kia họ report. Họ báo cáo á, là bán báo cáo lúc trước là có những cái video mà dính thương hiệu kia và report và dính về bản quyền, thế là bay kênh luôn. Cho nên là đang cũng kéo về và may mắn là kéo về được nha mọi người. Bài học rút ra là chúng ta bán hàng ở trên TikTok những cái sản phẩm có thương hiệu là chúng ta phải có đăng ký thương hiệu hoặc là chúng ta đi xin cái giấy ủy quyền thương hiệu nha mọi người. Chứ mọi người bán hàng trên TikTok mà mọi người bán thương hiệu này kia, mọi người không có giấy ủy quyền, không có đăng ký gì hết thì nó rất là dễ bị dính vào cái vấn đề về bản quyền và rất là dễ bị report, sập kênh, sập shop. Và sản phẩm của chị này á, bị khóa liên tục nha mọi người, bị khóa liên tục vì cái lỗi phóng đại á. Chẳng hạn những anh chị bán mỹ phẩm và thực phẩm chức năng hay dính phóng đại, chẳng hạn dùng sản phẩm của tôi là 1-2 ngày thì kia sẽ có hiệu quả có thể điều trị chữa trị hay là chữa dứt 100% này kia, hay là sản phẩm của tôi là sản phẩm tốt nhất thị trường này kia, thì mọi người bỏ những cái đó dùng đăng nha, nó phóng đại, nó định chỉ mà nó không mang sản phẩm hết à. Và một trong những cái lỗi mọi người hay gặp nữa là lỗi bị chuyển hướng, tức là trong cái hình ảnh, trong cái mô tả sản phẩm mà nó dính những cái đường link website, những thông tin cá nhân này kia, thì mọi người lưu ý dùng đăng, mọi người bỏ những cái đó ra nha, tại vì cái đó nó sẽ bị đóng băng á. Và gần đây á thì shop chị này cũng bị khóa, nhưng mà khóa full một cái là 48 điểm luôn rồi. Thì mọi người biết lý do thì tại sao không? Là chị này đăng một sản phẩm là sản phẩm cấm, chị này đăng sản phẩm mà chị này không có báo đăng chép dùm cho mọi người xem, mà sản phẩm của chị này đăng này thì cái hình dạng giống như là những viên thuốc như vậy á. Thì mọi người biết là thuốc á, thì nó đâu được cho phép bán ở trên TikTok đâu, đúng không? Nhưng mà đăng khỏi kỹ ra chị này nói là thuốc gì đó, cái viên nhuận tràng gì đó, thải mỡ gì đó, mọi người biết là thuốc thì nó không được bán rồi. Những cái sản phẩm chẳng hạn như là thải mỡ, tăng cân, giảm cân gì kia là sản phẩm cấm rồi, bây giờ nó đâu cho bán luôn. Chẳng hạn bây giờ mọi người bán những sản phẩm mà liệt vào danh sách cấm ở trên TikTok á, thì bây giờ nó không có đóng băng sản phẩm đâu, mà nó khóa shop luôn. Chị này bị một lỗi một phát là full 48 điểm luôn. Cho nên những anh chị hãy bán hàng trên TikTok mà rơi vào những sản phẩm cấm á, thì chúng ta đừng có cố tình chúng ta lách nha, chúng ta đừng có bán nha, tại vì lách một phát là bị khóa full 48 điểm, full cây như vậy luôn. Và đang cố gắng là kéo shop về cho chị này, và cũng đang hỗ trợ một cái shop mới. Chị này bán cũng rất là tốt nha mọi người, doanh số trung bình của chị này trung bình là khoảng một ngày khoảng là 100 triệu nha mọi người. Vừa rồi chị này còn gửi răng quà về phần Tết này, sướng không? Và một trong những cái lỗi nữa mọi người hay gặp á, mà mọi người ý á, mọi người tưởng nó là lỗi nhẹ nhưng mà sẽ dẫn đến cái việc mọi người sẽ bị mất quyền thương mại vĩnh viễn, hoặc là mọi người bị sẽ bị khóa livestream vĩnh viễn luôn. Tức là chẳng hạn như một cái lỗi chẳng hạn như phát lại livestream đi nha, các anh chị bị báo là phát lại livestream thì các anh chị phải kháng cho được thì mình mới livestream tiếp, và sau khi mình kháng được thì mình có thể làm đổi background này kia, đổi chỗ live này kia cho đừng bị vi phạm tiếp nha. Còn mà các anh chị không kháng mà các anh chị cứ cố tình các anh chị live tiếp thì nó sẽ khóa livestream vĩnh viễn luôn. Ví dụ như một trường hợp bạn này là một trong những cái bạn mà cũng rất là nổi tiếng trên TikTok là bạn Yến Chen này. Bạn này đang livestream nhưng bạn này chuyển hướng người ta sang bên ngoài mua, và nó cảnh báo một lần hai lần bạn này bỏ qua. Nhưng mà lần thứ ba, lần thứ tư nó khóa livestream vĩnh viễn luôn, tức là không livestream được trên kênh đó nữa. Ngoài ra thì còn rất là nhiều vi phạm thực tế khác nữa. Nếu mà có nhiều anh chị quan tâm thì đang sẽ làm tiếp video phần 2, phần 3 nha. Còn mọi người thì sao? Bị khóa shop, khóa kênh, khóa sản phẩm bao nhiêu lần rồi? Và đang có một nhóm Zalo là Không Mất Tốt Shop chuyên chia sẻ và cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất về TikTok và TikTok Shop, và đang rất là hay làm livestream và những cái zoom chia sẻ trực tiếp cho người trong đây á. Anh chị nào muốn vào thì đang để cái đường link Zalo này ở comment đầu tiên của video luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào nha.